Chót yêu. Đương nhiên xin được chúc mừng Phan Tuấn vì đã thể hiện rất là thành công trong ca khúc dự thi đầu tiên cho buổi tối ngày hôm nay. Và vẫn vẹn nguyên cảm xúc như là lần đầu tiên mà Nhi nghe Tuấn hát ca khúc này vậy. Nhi vẫn bị say đắm bởi những cái cử chỉ rất là nhẹ nhàng và tình cảm mà bạn đã truyền tải qua ca khúc này. Và đồng thời Nhi cũng thấy được rằng là không chỉ có một mình Nhi đâu không, mà tất cả khán giả ở đây đều bị say đắm bởi giọng hát của bạn. Và minh chứng điều đó là khán giả đã dành tặng cho bạn rất một tràng pháo tay rất là lớn. Từ đầu cho đến cuối chương trình mà bạn trình diễn thì có thể thấy được là khán giả đã dành cho bạn những tình cảm rất lớn, có phải không ạ? Xin chúc mừng bạn. Rất nhiều tràng pháo tay và đặc biệt là của các bạn gái ở đây đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đối với thí sinh này á, thì em có một cái giọng hát rất là cao. Tuy nhiên là anh vẫn nói với em rồi, tức là khi mà mình đã làm cái gì mình phải làm tới nơi tới chốn luôn. Đáng lý khán giả ngày hôm nay tuyệt vời như thế, đáng lý là em là phải câu được nhiều hơn nữa. Nhưng mà bởi vì chắc là em vẫn chưa kịp nắm bắt được cái tinh thần của khán giả,
Đấy là cái sự tinh tế của một người nghệ sĩ trên sân khấu. Khi mình thấy khán giả họ đang rất là nhiệt tình với mình thì mình phải thể hiện hết sức của mình cho họ. Đấy là cái mà anh muốn gợi ý với em. Thế còn tuy nhiên là anh nghĩ là em nên nói một câu, bởi vì em là người gọi là mở màn, thì em nói một câu với khán giả đây đấy. Dạ vâng. Dạ. Em xin rất chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã truyền cho em nguồn năng lượng để có thể biểu diễn tiết mục đầu tiên thành công. Cảm ơn người dân nhân nhiều. Vâng, và BU Plus with Honda cũng rất cảm ơn khán giả ở Hậu Giang đã ủng hộ vô cùng nhiệt tình. Một lần nữa xin được cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn Phan Tuấn đã hoàn thành phần dự thi của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều.